Hôm nay Lumilo có mặt tại Việt Nam Motor Show 2022 tại SACC quận 7. Thì hôm nay trên tay của Trang là một cái chiếc nón bảo hiểm với một công nghệ độc quyền tại Việt Nam. Trang sẽ thử test xem là xung quanh khách hàng của mình có biết gì về công nghệ này hay không nha. Let's go! Ok. Cả sáng luôn. Dạ, và nó nhấp nháy được. Thì anh nhìn thì anh nghĩ công nghệ này là công nghệ gì ạ? Là sao phát sáng? Phải hiểu sao mà. Mà dạ, hiểu mà. Dạ, sao phát sáng đúng không anh? Dạ. Anh có biết cái này đến từ thương hiệu nào không ạ? Không biết, thương hiệu thì không biết. Dạ, nhưng mà anh có từng thấy một cái công nghệ này ở Việt Nam bao giờ chưa? Chưa. Dạ. Xin giới thiệu với anh là đây là công nghệ sơn điện phát sáng của Lumilo, một thương hiệu đến từ Mỹ ạ. Và hôm nay tụi em hân hạnh là được launch cái sản phẩm này lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam tại Motor Show 2022. Hy vọng là sắp tới sẽ có được vài chiếc nón bảo hiểm làm cùng với anh trong cái thương hiệu của Lumilo. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, mọi người ơi, thì hôm nay Trang đang đứng ở hall B. Nhưng mà hiện tại là mình sẽ có một cái hall A1 và A2 nữa. Thì Trang với Trinh sẽ bắt đầu đi qua khu A1 và A2 xem coi là mọi người có biết gì về cái công nghệ ngày hôm nay Trang mang đến Việt Nam Motor Show mà. Let's go! Ok mọi người ơi, mình là đang tiến về Hall A, là nơi mà trưng bày rất là nhiều những cái dòng xe rất là nổi tiếng, và thử xem coi là khách ở bên này mình có biết gì về công nghệ sơn Lumilo mà. Ok, mình thấy có ba bạn có ba bạn trẻ, mình sẽ đứng đây chờ đón các bạn này nhé. Hello, hello hai anh. Em hôm nay em mang trên tay một cái chiếc nón bảo hiểm. Không phải chiếc nón bảo hiểm bình thường, anh thấy là nó đang có hiệu ứng sáng đúng không ạ? Anh đoán thử xem coi đây là công nghệ gì mà phát sáng được trên một cái chiếc nón bảo hiểm ạ? Theo em đoán nó là một cái lớp sơn gì đó, khi mà mình kích điện nó có thể phát sáng đúng không ạ? Hình như cái này là ghé qua bếp của bên mình rồi phải không ta? Em có xem công nghệ này trước. Ok, bạn biết công nghệ này, bạn nhớ tên cái công nghệ này là công nghệ nào không ạ? Dạ, em biết là công nghệ sơn của Lumilo đúng không? Sơn của? Lumilo. Không phải. Anh thử nó một lần nữa, có nhớ tên công nghệ này không ạ? Lumilo đúng không ạ? Exactly, yeah. Mọi người ơi, thấy Trang đúng không ạ? Trang nói là ngày hôm nay đi qua Hall A1 và A2 tìm kiếm những vị khách hàng trẻ. Thì đây là vị khách hàng hồi nãy giờ là thứ hai nhờ biết được công nghệ sơn điện phát sáng của Lumilo. Thì đây là sơn điện công nghệ phát sáng của Lumilo. Chúc mừng bạn là đoán thành công rồi. Ok mọi người ơi, hồi nãy giờ mình Trang với Trinh là đi xung quanh Việt Nam Motor Show để tìm những vị khách hàng mà trẻ có nè, ở trung niên có nè, bây giờ thử một cô gái đi. Bây giờ mình sẽ thử là phỏng vấn xem là cô gái có biết cái công nghệ ngày hôm nay Trang mang đến triển lãm Việt Nam Motor Show 2022 là công nghệ gì không nha. Let's go. Hello mọi người ơi, kiếm các cô gái hơi khó. Bây giờ chắc là Trang sẽ thử với lại một bạn nam, thử xem là bạn có biết gì về công nghệ này không nha. Hello, hello hai bạn. Trang đang cầm trên tay một cái chiếc nón bảo hiểm. Thì bây giờ Trang sẽ làm một động tác là Trang nhấn một cái nút lên. Xong hai bạn thử nhìn cái sản phẩm nón bảo hiểm này. Hai bạn thử hình dung xem đây là công nghệ gì nha. Ok đi, cho mong một chút nhé. Ok, hai ha. Rồi, nhấc giấy. Thì không biết là hai bạn có đoán đây là công nghệ nào mà để có thể thắp sáng được và có thể điều chỉnh hiệu ứng được như thế này không ạ? LED.
lép. Bạn thì sao ạ? Khí. Hả? Khí bên trong. Khí bên trong. Khí phản quang bên trong. À, chú ơi, chú có nghĩ đây là cái công nghệ nào không chú? Ừ. Chú không biết hả? Dạ. Ok, không phải lép, cũng không phải khí phản quang. Đây là bạn sờ thử đi, bạn cảm nhận được. Sơn. Sơn, da nó là sơn đúng không ạ? Vâng, đây là sơn, công nghệ sơn điện phát sáng đến từ thương hiệu Lumileur của Mỹ. Ủa, bạn thấy đặc biệt, và các bạn có từng nghe tới cái công nghệ sơn điện này ở Việt Nam hay là ở đâu chưa? Chưa nghe. Chưa. Nhưng mà điện là nó sẽ đi sơn, nhưng mà trong cái sơn đó nó làm sao để phát sáng? Nó có dây trong, nó kích từng đúng không? Đúng, nhưng mà cái thứ mà phát sáng này là cái gì á? Là sơn. Sơn này ở trong nó cái nó có chất, hiểu không? Nó có cái chất thì cái chất đó khi mà điện nó đi qua nó làm cho phát sáng trong cái chất sơn ra. Thì cũng hợp lý, nhưng mà cái vấn đề là ánh sáng nó đi ra nó đâu thể nào mà đi bằng sơn được. Không phải, chỉ là sẽ có một cái chất phản quang nằm trong cái sơn. Ok. Thì cái điện nó kích cái chất phản quang nó lên. Wow. Ok. Mọi người ơi, Trang vừa định giải thích cho hai bạn này là về sơn điện phát sáng, nhưng mà thực ra bạn bạn bên này gần như là nói gần như đúng hết tất cả những thông tin mà Trang định chia sẻ với công nghệ ngày hôm nay. Bạn trả lời rất là đúng ạ. Đây là sơn. Sơn, công nghệ sơn điện thì mình sẽ giải nghĩa là ba chữ ha. Công nghệ là những cái hiệu ứng bạn thấy ở đây, nó sẽ lập trình được. Sơn là như bạn sờ thấy á, hoàn toàn nó rất là smooth. Thì như bạn này giải thích rất là đúng ha. Thì trong cái lớp sơn này mình có chất dẫn điện, nên thành ra mình chỉ cần kích một cái nguồn điện thôi là nó có thể thắp sáng toàn bộ lớp sơn. Mình sơn đến đâu nó sẽ sáng đến đó. Và với nón bảo hiểm á thì mình đâu có điện đâu đúng không? Mình chỉ dùng cục pin. Nhưng mà với nón bảo hiểm thì mình sẽ dùng những cái pin nhỏ hơn để mình gắn vào, để cho mình thuận tiện để mình có thể di chuyển được. Thì theo hai bạn thấy là nếu mà ứng dụng trên nón bảo hiểm của xe đạp và xe đạp thì hai bạn thấy là nó có an toàn khi mà mình đi ra đường buổi tối không ạ? À? Hay là mình chạy xe bình thường có đèn là ok rồi? Ngày xưa mình đi xe đạp á, mình dùng cái đèn rất là nhiều. Đèn là nhưng mà cái này nếu mà nó nhẹ hơn, các bạn phải đổi thử lên. Nếu mà nó nhẹ hơn cái đèn á. Hơi bé nhỉ? Không, bạn chồng lên thôi. Đó. Sao ạ? Nhẹ không ạ? Thật ra nó cũng không có gì khác, nhưng mà chi phí nó cao hơn cái đèn nhiều không? Nó hoàn toàn là nó không có nặng hơn gì đúng không ạ? Thật ra chi phí mình sẽ tính dựa vào họa tiết và dựa vào diện tích sơn. Như ở đây một cái nón bảo hiểm trung bình các bạn có thể bỏ ra chi phí khoảng 2 triệu là các bạn đã có thể làm được một chiếc nón bảo hiểm rồi. Còn cái mà sơn mình muốn sơn như thế nào cũng được không? Dạ, đặc biệt của sơn điện phát sáng Lumileur là các bạn có thể ứng dụng trên toàn bộ chất liệu và bề mặt khác nhau, kể cả chiếc đồng hồ bạn đang đeo, kể cả chiếc áo bạn đang mặc, kể cả đôi giày bạn đang mang, bạn đều có thể ứng dụng được sơn điện phát sáng Lumileur. Hy vọng là sẽ sắp tới sẽ có được những cái sản phẩm từ nón bảo hiểm hoặc là xe đạp hay là nón bảo hiểm rồi giày sẽ được order từ hai bạn. Ok. Mọi người ơi, hôm nay có ba bạn khách là đang thắc mắc không biết là mình là gì. Thì giờ đi theo follow. Kho báu trong này ạ. Chúc mừng ba vị khách của mình ngày hôm nay là đã đi theo chân Trang với Trinh là đi về tới cái kho báu của Lumileur nha mọi người. Cái gì vậy? Ok, follow Trang mọi người ơi. Sao cái này là sai? Các bạn cứ rò nha, rò thoải mái, kho báu của mình đã tìm được nha. Rò thoải mái, đúng rồi, trong này là kho báu nha. Trừ MC nha mọi người. Thì hỏi vậy mới hỏi chỗ nào cũng được luôn em. Xe nè, có gì không? Là sao để em không phải. Ok, bây giờ để giải nghĩa kho báu ngày hôm nay của các bạn là gì thì Trang hỏi trước một câu hỏi là các bạn nhìn xung quanh hết tất cả những mẫu trưng bày ở đây thì các bạn đoán là cái này là cái gì không? Kho báu của bạn ngày hôm nay là gì không ạ? Tiền á. Có tiền không? Không, mình gợi ý nha, là ánh sáng.
tất cả mọi người đang thấy ở đây là hiệu ứng và ánh sáng, thì mọi người có nghĩ rằng là cái ánh sáng và cái hiệu ứng này nó phát ra từ đâu mà sau khi mà rò xong rồi mọi người nghĩ là nó phát ra từ dạ quang hả? Này nó đâu phải dạ quang, không phải dạ quang, tại vì hồi nãy chắc đi ở ngoài tụi hôm nay rất là sáng đúng không? Thì đề can mà. Nhưng mà đề can thì đề can phát sáng sao? Cái này công nghệ mình thua rồi. Công nghệ thua. Mình làm nó ra, mình nói trả lời đi. Đúng rồi. Sao rồi? Chuyên làm trả lời. Trả lời được đúng rồi. Mình nói quá rồi. Mọi không người ơi, làm đẹp. Hôm nay có một vị khách rất là xinh tươi ở đây là biết công nghệ này. Thì chắc là nhờ Rina đi ha, thử giải nghĩa cho mấy anh này coi nãy giờ anh ký nói vật từ hôn A2, A1 ảnh qua tới bên này luôn nha. Nãy giờ là tình gian hạt bên mình hả? Đúng rồi, thì Rina, ảnh mấy ảnh thông đen không biết là kho báu ngày hôm nay ảnh tìm được là gì sau khi đi qua rất là nhiều gian hàng để được tới kho báu của Lumilor. Là các anh biết cái sơn này sao, vì sao phát sáng không ạ? À? Cái này là dùng công nghệ sơn phát sáng Lumilor là nó 4 lớp đúng không? Dạ dạ dạ. Mọi người ơi, một vị khách rất là xinh đẹp và biết đây là công nghệ sơn điện phát sáng Lumilor. Tất cả những cái mà các bạn đang thấy ở trong cái phòng tối này nó là sơn. Các bạn rờ đi cái nón này Trang cầm nè. Là nó vĩnh viễn vậy luôn hả? Là sao ta? Nó vĩnh viễn như vậy luôn đúng không? Là nó vĩnh viễn phát sáng. Bây giờ mình tắt nè đó. Ok, bây giờ mình bật sáng nè. Là cái này có pin mà đúng không? Dạ. Dạ, bây giờ Trang sẽ giải mã cái bí mật ngày hôm nay, nó qua ba từ keyword thôi. Công nghệ sơn điện phát sáng. Okay. Bây giờ mình sẽ giải nghĩa từ công nghệ trước. Công nghệ là ở đây là mình có thể lập trình được tất cả những hiệu ứng, kể cả là giọng nói ha. Rồi ở đây mình sẽ giải nghĩa từ sơn điện. Sơn, đây các bạn rồi thấy, các bạn sẽ thấy là sơn đúng không? Đâu phải là đèn led đâu, là sơn ha. Và mình giải nghĩa từ điện, có nghĩa là mình phải cần một nguồn điện để có thể thắp sáng được cái lớp sơn này. Đồng nghĩa với việc sơn này là sơn dẫn điện ha. Sơn tới đâu các bạn chỉ cần kích nguồn điện ở đó và nó sẽ phát sáng toàn bộ cái phần nào các bạn có sơn của Lumilor. Và đây là công nghệ sơn điện phát sáng độc quyền tại thị trường Việt Nam và đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Yeah. Là phải có điện nó mới sáng đúng không? Nãy giờ tưởng Trang nói là nó sơn rồi nó tự sáng, nó ảo tới như vậy chứ. Nhưng mà sơn tự sáng thực ra là bọn mình đã có sơn dạ quang rồi. Rồi bây giờ đơn giản thôi ha. Trang hỏi là các bạn có chạy xe đạp không? Các bạn có chạy xe đạp không? Thì xe đạp thường là mình cũng sẽ chạy buổi tối đúng không? Thì hiện tại bây giờ để mà làm sáng được á là mình cần phải có đèn thôi. Thay vì bây giờ các bạn phải dùng cái đèn đó thì các bạn sơn trên xe vừa trang trí mà vừa an toàn giao thông khi mình đi ban đêm nữa. Thì cái điện này là nó câu từ bình của mình ra hay sao ta? Xe đạp có bình đâu câu. Thì bởi vậy mình dùng pin. Dạ mình sẽ dùng pin sạc. Ý mình là nó phải câu từ một cái nguồn điện đúng không? Chuẩn, chính xác, chuẩn. Ok. Chừng nào mà cái này nó câu từ nguồn điện năng lượng mặt trời thì nó xịn nữa. Dạ, Lumilor vẫn làm được luôn à. Lumilor vẫn làm được à. Giá của nó 2 mấy đô 100 mil. Hiện tại giá của Lumilor cho một bộ 4 OZ tương đương với 4 lọ thì có giá là 349 đô cho 4 lọ sơn của Lumilor. Cover được maximum là 2.400 đến 2.800 cm vuông cho một bộ kit 4 OZ. Anh hình dung cho dễ nguyên cái con khen gem này nè. Những cái chỗ nào phát sáng của Lumilor là cái gắt tan ha. Nguyên một cái body của cái xe này em sơn hết một bộ sơn 4 OZ của Lumilor. Và xe KTM này thì bên em kết hợp với lại thì sơn Airbrush, nên là khi mà mình off cái đèn mình vẫn thấy hình cô gái. Đây mình sẽ thấy nó sáng ở đây. Thực ra cái ánh sáng mà tốt nhất, sáng nhất của Lumilor nó sẽ tương đương với cái màu Aqua là màu xanh nước biển và màu xanh lá cây và màu xanh dương. Ví dụ như cái này là mình phủ Airbrush nên nó sẽ giảm bớt cái độ sáng của Lumilor lại. Ok. Thế này mình đổi màu được không ta, hay là mình sơn màu gì đó màu đó nó chỉ có sáng lên thôi đúng không? Nó sẽ sáng lên ha. Ví dụ như nó sẽ không đổi được một điểm và nhiều màu trong thời điểm hiện tại bây giờ. Ví dụ như trên cái line này mình có 7 line, mình muốn 7 màu, bọn Trang có thể làm 7 line 7 màu và có thể chạy tầng màu được luôn. Dạ. Yeah. Nó sẽ là như vậy. Ok. Rồi, cảm ơn Trang nhiều. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn là ngày hôm nay ba bạn là cố gắng tìm đến kho báu cuối cùng của ngày hôm nay. We are Lumilor. We are Lumilor. We are Lumilor. We are Lumilor.